kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ Bảy ngày 13 tháng 6 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nhiều nội dung quan trọng được bàn thảo trong kỳ họp lần thứ 9 Quốc hội khóa 13. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh. Đảng bộ huyện Kim Động lãnh đạo phát triển kinh tế gắn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Công ty cổ phần may và dịch vụ Hưng Long đạt doanh thu 250 tỷ đồng. Các địa phương giữ gìn nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới. Ông Phan Thế Nhạc tích cực làm từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong 4 ngày họp tập trung từ ngày 10 đến ngày 13 tháng 6, kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 14 đã bàn thảo và thông qua một số nội dung quan trọng. Thực hiện chương trình kỳ họp, sáng 11 tháng 6, 100% đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Quốc hội thảo luận cho ý kiến về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam, phía Đông giai đoạn 2017-2020. Theo tờ trình của Chính phủ kiến nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án và đề xuất chuyển đổi 3 dự án thành phần từ đầu tư theo phương thức đối tác công tư tại Nghị quyết 52 sang đầu tư sử dụng 100% vốn đầu tư công và bổ sung trên 23.000 tỷ đồng vốn nhà nước. Thảo luận tại phiên họp, đa số các đại biểu Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết phải điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án như đã nêu tại tờ trình của Chính phủ. Tuy nhiên, một số đại biểu bày tỏ sự băn khoăn, trong đó chủ yếu là nguồn vốn đầu tư. Xét về căn cứ pháp lý thì rõ ràng là hiện nay chúng ta chưa có. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng sẽ là đầy đủ hơn nếu như trong tờ trình của Chính phủ thuyết minh cụ thể về phương án cân đối vốn để có căn cứ cho các đại biểu Quốc hội quyết định bảo đảm tuân thủ đúng quy định theo luật đầu tư công. Tôi đề nghị Chính phủ cần tính toán kỹ cái phương án thu hồi vốn để đảm bảo là khả thi và sử dụng có hiệu quả cái nguồn vốn của nhà nước cũng như là cái nguồn vốn đầu tư của nhà đầu tư và đảm bảo là không làm đội vốn. Trên cơ sở các ý kiến góp ý tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghiêm túc tiếp thu giải trình, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kinh tế và các cơ quan có liên quan tiếp thu hoàn thiện dự thảo nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua. Trong phần thảo luận ở tổ, tập trung vào dự thảo nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác, liên quan đến nội dung dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính, ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nhấn mạnh, việc kịp thời bổ sung các quy định trong xử lý vi phạm hành chính đã giúp sự chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền tăng hiệu lực, hiệu quả. Vi phạm hành chính thì diễn ra ở rất nhiều các lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như một cái hộ sản xuất lấn chiếm của đường giao thông, lấn chiếm của hành lang lưới điện, rồi hành lang các công trình thủy, thì chúng ta phải cưỡng chế. Thế vào mỗi một lần mà ngắt điện, ngắt nước thì ngay lập tức là bị ý kiến, rồi đơn thư, rồi thắc mắc. Từ hôm được đọc cái tiếp cận cái nội dung này thì tôi thấy hoàn toàn đồng tình và nhất trí. Ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm. Và như vậy cái này đồng thời với luật điện lực là chúng ta giải mã được cái này và chúng ta phải đưa vào trong cái luật này. Trong chương trình làm việc ngày 13 tháng 6, đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020, phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018. Đại biểu Phạm Đình Toản thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên nêu rõ, bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, việc phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019 còn tồn tại một số hạn chế. Bên cạnh đó, một số ý kiến của đại biểu được đông đảo người dân quan tâm hiện nay. Đề nghị chính phủ có chính sách hỗ trợ cho người chăn nuôi,
nhỏ lẻ tái đàn lợn trong nước nếu có sự hỗ trợ của nhà nước. Tôi tin rằng cuối năm đến đầu năm 2021, đàn lợn nước trong nước sẽ được phục hồi trở lại như trước khi có dịch và sẽ không bị áp lực giá lợn tăng cao, không bị các doanh nghiệp găm hàng để khống chế giá thị trường. Tiếp đó, thành viên chính phủ phát biểu giải trình, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Chiều qua, tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tổ chức hội nghị rà soát đánh giá tiến độ triển khai công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết phục vụ đại hội. Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 chủ trì hội nghị. Qua nghe ý kiến của các thành viên tổ tuyên truyền trang trí khánh tiết phục vụ đại hội, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên trong tổ đã chủ động khắc phục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các thành viên đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được phân công, đề ra thời gian thực hiện cụ thể với từng công việc để chủ động hoàn thành theo yêu cầu. Tích cực đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện đại hội, nắm chắc dư luận xã hội, đa dạng các hình thức tuyên truyền về đại hội đảng các cấp, đồng thời định hướng dư luận bằng các thông tin chính xác kịp thời, vừa để nhân dân nắm rõ, vừa để chống các thông tin sai của các đối tượng phản động, chống phá nhằm mục đích xuyên tạc phá hoại khối đoàn kết trong nhân dân. Mở các đợt cao điểm tuyên truyền về đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng, trong đó có các hoạt động văn hóa văn nghệ chào mừng trước trong và sau đại hội đảng bộ tỉnh. Trong hai ngày 12 và 13, Đảng bộ Công an huyện Khoái Châu và Đảng bộ xã Phan Xào Nam huyện Phù Cừ tổ chức đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Công an huyện Khoái Châu đã lãnh đạo chỉ đạo giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn, chủ động tấn công trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, trong đó đã khởi tố 670 vụ, 760 đối tượng phạm pháp hình sự, triệt phá 50 chuyên án về hình sự, kinh tế và ma túy, bắt và vận động đầu thú được 66 đối tượng truy nã. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 27 đảng viên mới, nhiều chi bộ đạt trong sạch vững mạnh. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Công an huyện Khoái Châu phấn đấu tỷ lệ điều tra khám phá các loại án hàng năm đạt trên 90%, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, kiềm chế tốc độ gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội và các vụ tai nạn giao thông. Hàng năm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác chuyên môn do cấp trên giao. Về xây dựng đảng, phấn đấu đảng bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Công an huyện đạt danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, kết nạp từ 20 đến 30 đảng viên mới. Đại hội đã bầu ban chấp hành gồm 15 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng bộ huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân xã Phan Xào Nam đã đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu đề ra. Thu ngân sách hàng năm đạt trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trên một năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,7% theo tiêu chí mới. Toàn xã đã mở rộng diện tích vùng trồng vải trứng được 80 ha, nhiều hộ trồng vải cho hiệu quả kinh tế cao. Một số trang trại cho thu lãi từ 300 đến 400 triệu đồng một năm. Hiện nay, 100% các tuyến đường xã, đường thôn được trải nhựa và bê tông, cơ sở vật chất trong trường học được xây dựng hoàn thiện. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã đề ra mục tiêu tăng cường đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng xã Phan Xào Nam phát triển toàn diện, bền vững theo hướng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đại hội đã bầu ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai 14 tháng 6, huyện Kim Động sẽ tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ 23. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự cố gắng của hệ thống chính trị và nhân dân, Đảng bộ Kim Động đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghị quyết đề ra. Trong đó đáng chú ý là thực hiện đề án đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp thương mại và dịch vụ,
huyện Kim Động đã thu hút được 51 dự án đầu tư vào huyện với tổng số vốn đăng ký trên 8.000 tỷ đồng. Một số dự án lớn như chợ đầu mối nông sản, nhà máy sản xuất sữa Âu Việt Milk, các khu đô thị của nhà đầu tư HLC, Bình Minh Phố Hiến của tập đoàn Sun Group. Ngoài ra, có trên 20 doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện, góp phần vào tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, đưa huyện phát triển theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Công ty chúng tôi thì bắt đầu khởi công xây dựng từ năm 2017. Nhưng qua quá trình xây dựng ở đây thì chúng tôi được sự quan tâm của chính quyền địa phương và đặc biệt là ở huyện Kim Động thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi một giải phóng mặt bằng và ngoài ra thì cấp các giấy phép thủ tục một cách nhanh, thuận lợi. Vì vậy công ty hoàn thành nhà máy chỉ trong thời gian là có một năm. Trong sản xuất nông nghiệp, giai đoạn 2015-2020, toàn huyện đã chuyển đổi 1.700 ha từ đất trồng lúa sang cây trồng khác, đưa diện tích cây ăn quả tăng 170% so với năm 2015, hình thành các vùng chuyên canh cây ăn quả, cây dược liệu cho thu nhập cao gấp từ 10 đến 16 lần trồng lúa. Xã Đồng Thanh đến năm nay, chúng tôi chuyển đổi được khoảng 285 ha. Trên 357,4 hectare đất canh tác thuận lợi cho vấn đề trồng cây ăn quả, đặc biệt là cây có múi, bưởi diễn cũng như là cam vinh và cam đường canh. Kiểm tra như hiện nay giá trị chúng tôi thường là tầm khoảng 6 đến 700 triệu trên 1 hectare đất canh tác. Kim Động cũng là địa phương sớm chuyển dịch từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi gia trại trang trại theo hướng công nghiệp bán công nghiệp và đảm bảo an toàn thực phẩm. Toàn huyện xây dựng được 5 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư tại các xã Chính Nghĩa, Phạm Ngũ Lão, Nhân La, Hùng An và Song Mai. Phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Kim Động sẽ tập trung khai thác tiềm năng lợi thế và huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng huyện phát triển nhanh và bền vững. Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Động sẽ tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống giao thông đồng bộ, hiện đại, gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch và đô thị, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao gắn với phát triển kinh tế vùng bãi. Trên cơ sở đó, cụ thể hóa thông qua việc xây dựng, ban hành, thực hiện hiệu quả 6 chương trình trọng tâm để đưa Kim Động phát triển nhanh và bền vững. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Kim Động sẽ tiếp tục đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 23 đề ra. Những tháng đầu năm, mặc dù bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, hoạt động đầu tư xây dựng ở các địa phương bị chậm lại. Tuy nhiên, tính đến hết tháng 5, giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn đạt 802 tỷ đồng, chỉ giảm 4,72% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt gần 367 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện đạt 297 tỷ đồng và nguồn vốn ngân sách cấp xã đạt gần 140 tỷ đồng. Hiện tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, trên địa bàn cả nước không ghi nhận ca nhiễm mới trong cộng đồng, do đó các hoạt động đầu tư xây dựng cũng được đẩy mạnh. Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực và vật lực để đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành các công trình theo đúng kế hoạch đề ra. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa Hưng Yên trở thành tỉnh nông thôn mới trong năm nay. Thưa quý vị và các bạn, trong khó khăn do dịch bệnh COVID-19 gây ra thời gian qua, càng cho thấy sự nỗ lực cố gắng của từng doanh nghiệp để giữ ổn định việc làm cho người lao động, đặc biệt là ở các doanh nghiệp có đặc thù sử dụng nhiều lao động như dệt may. Hiện nay, các hoạt động trong chuỗi sản xuất trở lại bình thường, nhiều doanh nghiệp đang nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra trong năm. Phản ánh tại Công ty Cổ phần May và Dịch vụ Hưng Long nằm trên địa bàn phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Nhiều năm liền, Hưng Long luôn là doanh nghiệp có doanh thu, thu nhập người lao động cao nhất so với các doanh nghiệp may trong tỉnh, bình quân từ 10 đến 13 triệu đồng một người trên tháng. Với quy mô hơn 2.600 lao động, mỗi ngày số tiền lương phải chi trả cho công nhân là trên 1 tỷ đồng. Khó khăn do dịch COVID-19 gây ra là rất lớn, nhưng toàn bộ người lao động vẫn giữ ổn định việc làm và thu nhập. Điều này thể hiện sự cố gắng lớn của tập thể lãnh đạo quản lý doanh nghiệp.
công việc là vẫn rất chi là ổn định, thu nhập thì vẫn bình thường, không bị ảnh hưởng gì và được làm việc trong một cái môi trường trung tâm điều hòa rất chi là mát mẻ. Với uy tín của doanh nghiệp chuyên may cho các thương hiệu thời trang lớn của thế giới, đến nay công ty đã ký đơn hàng sản xuất hết tháng 8, chủ yếu là hàng jacket, măng tô, đồ bơi xuất khẩu đi Mỹ, châu Âu, Nhật Bản và Hàn Quốc. Năm 2019, công ty đã doanh thu gần 650 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 36 tỷ đồng. 5 tháng đầu năm đạt 250 tỷ đồng. Cùng với điều chỉnh để thích nghi với những biến động của thị trường may, doanh nghiệp đang nỗ lực để bằng và vượt doanh thu năm 2019. Trước tình hình đấy thì công ty, lãnh đạo công ty thì cũng phải nhanh chóng tìm các cái giải pháp đối với các cái khách hàng mới, tìm kiếm nhiều khách hàng mới và ở các cái thị trường mới với những cái mặt hàng mới để cho nó phù hợp, đáp ứng được cái các cái đơn hàng, tránh cái việc cho công nhân công ty phải nghỉ việc. Dịch bệnh COVID-19 đã làm đình trệ sản xuất và tiêu thụ hàng hóa thị trường toàn cầu. Khó khăn không chỉ xảy ra với riêng doanh nghiệp nào, chính sự nỗ lực sáng tạo của từng doanh nghiệp là điều đáng ghi nhận để biến những khó khăn thành thời cơ phát triển. Ngày 12 tháng 6, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2020. Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 12 đến ngày 15 tháng 6. Với sự tham gia của chuyên viên, cán bộ các phòng giáo dục và đào tạo và trường trung học phổ thông trên toàn tỉnh. Các cán bộ tham gia tập huấn được hướng dẫn thực hiện nội dung quy chế thi, cách sử dụng phần mềm quản lý thi, đăng ký dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và xét tuyển vào đại học cao đẳng năm 2020. Chương trình tập huấn là một trong những nội dung quan trọng chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông bởi năm nay Ủy ban nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trong công tác tổ chức thi, các trường đại học chỉ tham gia khâu kiểm tra giám sát. Dù đã gần 90 tuổi nhưng ông Phạm Thế Nhạc ở thôn Cảnh Lâm, xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ vẫn tích cực đóng góp vào công tác an sinh xã hội, làm từ thiện tại địa phương. Ngay từ những năm đầu có chủ trương mở rộng đường giao thông nông thôn, với tư duy xóm mở rộng được đến đâu, ông đầu tư đến đó, ông Phạm Thế Nhạc đã ủng hộ 400 triệu đồng mở rộng con đường dài trên 300 mét. Trước đây đường chỉ 2 mét, đến nay chiều rộng bình quân là 4 mét. Nhờ đó, việc sinh hoạt của bà con thuận lợi hơn. Khi về đây ấy, thì xác định mình ấy là có trách nhiệm với quê hương. Cho nên cái gì tôi có điều kiện làm được thì tôi cố gắng làm. Bên cạnh việc ủng hộ xây dựng đường giao thông nông thôn, ông Nhạc còn quyên góp hơn 100 triệu đồng cho công trình văn hóa, hỗ trợ trên 1 tấn gạo, ủng hộ các hộ nghèo để phòng chống dịch COVID-19, bảo trợ cho cháu Phạm Thị Loan mỗi tháng 1 triệu đồng trong 4 năm học đại học. Ông là tấm gương sáng về sự sẻ chia, tương thân tương ái trong cộng đồng. Từ bao đời nay, làng quê Việt Nam luôn gắn liền với những gian nhà cổ cùng hình ảnh cây đa, tiếng nước, sân đình như thể hiện nét văn hóa truyền thống của bao thế hệ người Việt. Chính vì vậy, việc gìn giữ nét làng xưa trong xây dựng nông thôn mới được nhiều địa phương trong tỉnh chú trọng quan tâm. Đối với mỗi người dân thôn Linh Hạ, xã Nhật Tân, huyện Tiên Lữ, cụm di tích kiến trúc nghệ thuật, đình chùa, con kim, ao làng luôn là một di sản quý báu, là niềm tự hào của mỗi người con nơi đây. Trải qua quá trình xây dựng nông thôn mới, những con đường bê tông trải dài, những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, nhưng nơi đây vẫn được giữ gìn vẹn nguyên những nét làng xưa với cây đa bến nước là điểm đến chứng kiến mọi sinh hoạt văn hóa lễ hội trong những dịp quan trọng của địa phương. Cụm di tích đình chùa này là một trong những di tích đã được tỉnh công nhận. Và đây là cái công trình mà các cụ trong làng từ ngày xưa đã bỏ nhiều công sức xây dựng. Bây giờ các thế hệ của chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn và căn cứ vào đó để làm cái tài liệu sống để giáo dục cho con cháu. Ở thôn Lương Xá, xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, vẫn còn giữ nguyên những nét cổ kính của một miền quê xưa với hệ thống di sản di tích và các nhà thờ dòng họ được bảo tồn. Hiện nay toàn thôn còn 5 cổng nhà cổ có niên đại hàng trăm năm tuổi. Ẩn chứa trong mỗi di tích ấy là những câu chuyện về truyền thống, những giá trị văn hóa vật chất tinh thần của thế hệ ông cha đi trước.
Chính vì thế, trong phong trào xây dựng nông thôn mới, người dân ở đây luôn đồng thuận, tích cực ủng hộ tiền của ngày công để trùng tu tôn tạo và gìn giữ những nét truyền thống, di tích xưa của địa phương. Chúng tôi đã họp và bàn và đã phát động nhân dân để trùng tu những cái cảnh quan di tích của địa phương và hàng năm vẫn được tôn tạo và nhân dân cũng đồng tình ủng hộ cho địa phương để xây dựng giữ lại những cái nét đẹp truyền thống của cha ông từ xưa tới nay. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư xây dựng những công trình phúc lợi hiện đại, nhiều địa phương trong tỉnh vẫn còn giữ nguyên vẹn những nét văn hóa, phong tục tập quán truyền thống. Có thể kể đến như những nếp nhà cổ ở xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tục lấy nước đầu năm ở xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, làng nghề đan đó sọ truyền thống ở xã Thủ Sĩ, huyện Tiên Lữ, nét độc đáo trong lễ hội chữ đồng tử Tiên Dung ở huyện Khoái Châu. Với ý thức giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, nét làng xưa, biểu tượng, giá trị văn hóa mà cha ông đã làm cho làng quê ngày càng đẹp và đáng sống hơn.